Hương Yên kính chào toàn thể quý khán thính giả đến chương trình hội luận ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, chương trình hội luận cũng đã gửi đến quý vị những chia sẻ trực tiếp của những bệnh nhân được điều trị lành bệnh bởi phương pháp liệu pháp phản xạ thần kinh của bà Lê Thị Thu Cúc. Và hôm nay, trong phòng thâu của chúng tôi lại có một trường hợp bệnh nhân khá đặc biệt nữa là cô Đào Thị Tốt cùng chú Trần Hùng là người chồng chăm sóc cô từ California đến đây để đến với bà Lê Thu Cúc với liệu pháp phản xạ thần kinh. Xin chào cô và chú đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào anh Duyên. Vâng, thì tại sao cô chú biết tới bà Lê Thu Cúc để từ Cali mà đến đây thưa chú? Dạ, tôi xem đài SBTN có trình chiếu của cô Lê Thị Thu Cúc là cách trị bệnh, thành ra tôi đến. Vâng, thì tình trạng của cô Tốt như thế nào mà chú phải đưa cô Tốt từ mãi Cali đến gặp cô Cúc để điều trị ạ? Tình trạng của vợ tôi là cái miệng mở không có lên, ăn không có biết mùi, và cái đầu nó nhức, rồi cái gò má nó cứng. Thế rồi miệng sao, nghe nói là nó bị lệch hay sao chứ chú? Cái miệng nó mở lên không có được. Vâng, thì bác sĩ Tây y tại sao mà lại dẫn tới tình trạng đó? Thì nghe nói cô Tốt đã bị phẫu thuật ở đầu để lấy cục u ra phải không ạ? Dạ phải, tại năm 2001 cổ có làm phẫu thuật lấy cục u ra. Bác sĩ có nói là sau khi mổ xong thì cái miệng tôi phải méo một chút, con mắt tôi phải lé một chút. Nhưng tôi tưởng rằng là méo một chút, lé một chút thì cũng chẳng ăn nhầm gì. Nhưng mà sau khi mổ xong thì nửa bên mặt tôi nó bị tê cứng và nửa bên đầu tôi cũng bị tê cứng. Cái miệng thì méo, mà méo thật nhiều. Mắt thì bên lớn bên nhỏ, mà nhỏ thật nhiều. Bây giờ sau khi trị bà Thu Cúc trị liệu thì cái miệng tôi còn méo nhưng mà ít, con mắt nó cũng mở lớn hơn nữa. Ăn uống với hả miệng nói chuyện thì nó dễ hơn. Trước đó thì chỉ hả có một bên nè, còn một bên kia hả không được, một bên thì bị đắng. Trước khi gặp cô Cúc đó thì tình trạng của cô là tê mặt hay miệng méo hay là mắt nó bị không có đồng đều nhau, thì đến với bác sĩ Tây y thì bác sĩ nói tình trạng nó phải giải quyết thế nào thưa cô? Bác sĩ Tây y thì nói để uống thuốc rồi từ từ nó sẽ phục hồi. Nhưng mà từ 2001 tới nay là 2008 mà phục hồi tôi thấy thật chậm, cũng vẫn có phục hồi gì. Thành ra tôi nghe cái đài SBTN phỏng vấn cô Thu Cúc nói chữa bệnh thần kinh phản xạ, thành ra tôi cũng đến để điều trị. Cô đến cô Cúc thì cô Cúc khám cô như thế nào và điều trị bằng cách nào? Có cho uống thuốc không cô? Đặc biệt là cô Cúc là không có cho uống thuốc. Cô chỉ lấy những cái đồ dụng cụ của để xoa bóp cũng như massage vậy đó. Lên đầu, lên mình, lên chân vậy. Chứ không có cho uống thuốc. Bây giờ tình trạng của cô thì đã khỏi bao nhiêu phần trăm rồi và cô ăn uống ngủ nghe thế nào thưa cô? Mà bây giờ tình trạng của tôi thì cũng như khỏe được 80% rồi. Ăn uống thì nó có biết mùi vị ngọt chua, bớt cái đắng. Vâng. Thưa chú thì cô Tốt đã điều trị bởi cô Lệ Thư Cúc thì khoảng bao lâu? 2 tuần hay 3 tuần? Dạ, từ ngày 31 tây đến 17 tây tháng 6. Là có nghĩa là 2 dạ, tuần. Dạ. Thì chú có nói rằng là tình trạng tiểu đường của cô Tốt cũng cao. Thì bây giờ hiện trạng của cô bây giờ thế nào rồi? Dạ. Bây giờ thì chưa có cho cô Lê Thị Thu Cúc điều trị là nước tiểu đường rất cao. Mình đo nước tiểu đường được tới 145. Vâng. 106, thấy không? Trừ khi điều trị xong á là nước tiểu đường sẽ hạ còn 125. Mà cô còn dạ, uống thuốc tiểu đường không? Dạ còn. Cô vẫn còn uống thuốc. Dạ. Cái liều lượng thuốc cô có giảm đi không hay là cứ giữ như vậy? Tôi giảm một viên. Vâng. Cô Đào Thị Tốt
là bệnh nhân mà trong số rất nhiều bệnh nhân khác mà đến với cô Lê Thu Cúc với liệu pháp phản xạ thần kinh và đã có những cái hiệu quả rõ nét trong vấn đề điều trị. Thì hỏi cô Cúc, cô Tốt rằng là cái tâm trạng của cô bây giờ thế nào sau khi gặp cô Cúc thì điều trị khỏi cô 80% như vậy thì tâm trạng của cô thế nào? Tâm trạng tôi rất vui vẻ và tôi sau khi điều trị tôi được giảm xuống 10 phao nữa. Xin cảm ơn cô chú đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ trực tiếp của cô Đào Thị Tốt là bệnh nhân của bà Lê Thị Thu Cúc cùng chú Trần Hùng là chồng của cô Tốt là người chăm sóc cô từ Cali đến đây để được bà Lê Thu Cúc điều trị. Và theo cô Tốt nói thì triệu chứng của cô đã khỏi 80% bởi cái liệu pháp phản xạ thần kinh. Thì bây giờ Hương Yên kính mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ của bà Lương Y Lê Thu Cúc về cái cách chữa trị và lý luận bệnh tình của cô Tốt như thế nào. Xin chào cô Lê Thu Cúc. Thì trong cái trường hợp bệnh nhân cô Đào Thị Tốt đó thì vấn đề lý luận về y khoa thế nào mà để cô chữa trị cô Tốt có một cái hiệu quả cao như vậy ạ? Dạ, trong cái trường hợp của bà Tốt đó thì sau phẫu thuật, dạ thì nó để lại những cái hậu quả như vậy là tại vì sau khi mổ cái sau màng nhĩ bà bị một cái cục bú và cái tumor nó được lấy ra thì nó phải ảnh hưởng rất tổn thương rất nhiều sợi dây thần kinh. Mà ông Hương Yên đã thấy rồi, cái miệng bà nãy ông chồng nói là bà không có mở miệng ra được, hả miệng ra lớn được. Và nó, khi ăn cơm hay uống nước nó bị rớt cơm và uống nước nó bị rớt ra và đổ ra. Còn cái nói của bà rất là khó. Từ cái nuốt cái nói nó cũng khó là tại vì nó ảnh hưởng rất nhiều dây thần kinh. Nó bị tổn thương rất nhiều dây thần kinh trong khi phẫu thuật. Là thưa tôi, rồi bà lại mất cái vị giác. Nghĩa là bà không có nếm được cái mùi vị gì sau phẫu thuật, nghĩa là gần 7-8 năm nay là cái miệng của bà